Chân này cao lên, hai rồi xa đi, đặt đầu cái rồi cái nữa. Chỉ tay nào, bên miệng ơi, bên miệng kìa, à bên miệng á. Ngày nào mình cũng sát với con thú nhiều hơn là ở bên ngoài này, tại vì mình phải làm trong này, đi những vòng vòng nó phá những cái cây cối dây điện này nọ, mình phải vô chỉnh sửa, vô mình vuốt từng con một vậy đó, để mình biết coi nó có cái gì hừa chân đau hoặc là chỗ nào về chày chụa gì không. Trong mùa dịch này mình cũng không dám đi về, con thú này nếu mà mình không vô làm thì không có ai vô được hết trơn, thôi lạ vô lạ đánh rồi. Chúng thì mùa dịch này chăm sóc cũng hơi khó khăn hơn, tại vì công việc nó nhiều hơn á, anh em này kia nghỉ rồi, với lại đồ ăn, khẩu phần ăn của nó cũng bị giảm đi á, nên là sẽ khó khăn hơn những người bình thường rất nhiều. Nhưng mà kinh doanh hoạt động bình thường á, sẽ được tiếp xúc với người nhiều, nó sẽ dạng, nó sẽ tính gần nó được. Còn dịch này thì không có du khách á, nên là phần nào nó cũng sẽ bị nhát đi. Công việc hàng ngày chăm sóc nó thì sáng thì cứ chuẩn bị dọn dẹp chuồng trại rồi xong rồi chuẩn bị thức ăn rồi cho nó. Lá này kia thì mình cứ buộc rồi xong mình treo lên cho nó vậy đó. Còn khẩu phần ăn riêng tinh ở thì mình sẽ bỏ trong kia, đổ ở trong kia. Trong cái giai đoạn mà ba tại chỗ thì không có được đi lại di chuyển, thì cái thực phẩm là của các đối tác cung cấp là họ cung cấp cũng không đủ, ví dụ như là những cái loại rau lá thì không có. Tuy nhiên là coi như là cố gắng cung cấp đầy đủ khẩu phần thịt, thì thịt cho nhóm thú dữ, ví dụ như là của cọp nè, của sư tử, báo. Củ quả thì chúng ta để dành được, mua khối lượng lớn lên rồi để dành cất lên để dùng dần đó, trong thời gian mà chúng ta đang giãn cách. Trong mùa dịch này á, cái may mắn là ngay cái mùa này là cái mùa sinh sản, thành ra có rất là nhiều cái loài nó sinh sản trong cái mùa này.